Om Mani, chào các bạn. Tôi là cư sĩ Phúc Thành, giám đốc của trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn kiến thức đầu tiên của bài khí công dịch cân kinh, bài khí công giúp cường kiện gân cốt, bài khí công giúp tăng cường lưu thông khí huyết, giúp chữa lành rất nhiều bệnh tật của con người thời hiện đại. Chúng ta hãy xem tôi làm mẫu. Chân tôi đứng hình check hình chữ V như thế này. Tay tôi sẽ ép phần cườm tay này vào, ép chặt vào. Khi ép cườm tay như thế này, tôi sẽ hít vào tới vào miệng. Hít, thở miệng, tôi hạ tay xuống. Cứ hít vào, ép tay, thở miệng, hạ lỏng tay. Ra rất là đơn giản. Hít vào, thở miệng. Hít, thở. Hít. Hít. Thở miệng. Chúng ta hãy làm động tác này 10 lần hoặc 20 lần mỗi ngày cùng với 11 động tác còn lại của dịch cân kinh, chắc chắn sức khỏe chúng ta sẽ tăng cường. Chúng ta làm tốt được cái vùng này, vùng cườm tay này thì làm toàn bộ hệ thống gân cốt, hệ thống khí huyết của chúng ta được hoạt động rất là tốt. Chúng ta hãy đón xem tất cả các video tiếp theo của tôi tại trang web thiền-chữa-bệnh.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Lợi ích khi đăng ký khóa online dịch cân kinh trị bệnh: được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh, bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân, chiêu 11, rất tốt cho mật, chiêu 12, giải độc cho gan và toàn bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học. Được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa bát đoạn cầm trị bệnh và khóa thiền trị liệu sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết, chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.